À, dạ vâng ạ, ai cũng ho. À, thưa các bác, cô, anh em, rất nhiều những bộ sản phẩm karaoke lên đường trong ngày hôm nay. Và nói thật sự các bác là không được phép ốm các bác nhé. Đấy, mà có ốm cũng không được nghỉ ngơi, chưa được nghỉ ạ. Bao giờ pháo phải nổ thì mới được nghỉ các bác nhé. À, thưa các bác, cô, anh em, các bác, cô, anh em thân mến, là em rất là vui. Mà gần như là mất hẳn tiếng rồi đấy ạ, nhưng mà vẫn rất là vui vì được các bác của anh em trên mọi miền Tổ quốc luôn luôn quan tâm, tin yêu, quý mến và ủng hộ. Một set combo tiếp theo hôm nay vẫn về tỉnh Bắc Linh các bác nhá. Vẫn về tỉnh Bắc Linh. Đây là cả nhà và các bác có nhìn anh trai có quen không ạ? À, anh trai mới mua bộ cách đây mấy hôm đúng không ạ? 5 hôm đúng không ạ? Hôm nay vâng ạ, lại có em của anh xuống mua một bộ đúng như của anh luôn các bác nhá. Đó mới là cái giá trị, mới là chất đúng không ạ? À, thưa các bác của anh em là nói chung là cái khởi nguồn thì em chưa biết gì đâu đúng không ạ? Thì anh trai đây cũng có người thân giới thiệu đúng không ạ? À, khi về cửa hàng em thì chốt một bộ sản phẩm rất là nhanh. Và hôm nay tiếp tục giới thiệu, đưa người nhà xuống chốt bộ sản phẩm này các bác nhá. Đấy, phải nói là chất lượng phải cực tốt các bạn. Đã mua rồi sẽ mua nữa. Và đã mua cho bản thân rồi thì sẽ còn mua cho anh em, bạn bè, người thân các bác nhá. Set combo này có tổng trị giá chưa đến 40 triệu đồng. Nó tầm khoảng 38, 39 triệu gì đó. Em chưa biết rõ các bạn. Vì em không phải là người thu tiền các bạn. Đấy, em làm thuê cho vợ đấy các bạn. Đó, nhưng em sẽ báo giá tất cả những sản phẩm cho các bác của anh em, mọi người tham khảo. Và mọi người có thể cộng giá giúp em. Đẩy PS Audio các bác nhá. Bộ ngoài 100% PS luôn các bác nhá. PS Audio 9004NA 9.8 triệu. Vang số PS K1000 Pro 6.5 triệu. Quản lý nguồn PC9 Pro PS 2 triệu. Micro PS VK6 2.600. Quả súp DT bát 40 dòng hầm. Đấy. Sử dụng bát RF giá 4.8 triệu. Một đôi loa và hơi mờ cam rồi đúng không ạ? Đây lại LED rồi. Đôi loa P-Way CK32. Ui, hàng xịn các bác nhá. Bát 30 tép leo. Giá 13.500.000. Đấy, tất cả những gì có trong một sản phẩm này. Đó, các bác thấy tuyệt vời không ạ? Em sẽ test âm một chút các bác nhá. Đó, thời gian này là không được ốm các bạn, đúng không ạ? Đấy, không được nghỉ. Đấy, cứ bao giờ pháo nổ bắt đầu mới được nghỉ các bác. Đấy, hết sức, đúng không ạ? Cố gắng để phục vụ các bác của anh em, để mọi người có những bộ sản phẩm, những bộ dàn chơi Tết thật là hay các bác nhá. Và phải thật hay thì cách đây 1-2 hôm mua một bộ, hôm nay mới xuống mua bộ nữa các bạn. Đấy là điều tuyệt vời các bác nhá. Em test một chút đúng không ạ? Xin mời các bác của anh em. Chào mừng đến với Bình Minh Vô Tận. Sẵn sàng. Tuyệt vời đấy ạ. Sử dụng có 3 kênh các bác nhé. Kênh số 4 này em đang đường sen nhưng chưa có loa. Đây là súp này. Wow, đây là full này. Tuyệt vời chưa? À, vang PS tuyệt vời luôn các bác nhé. Đẳng cấp các bác. Đó. Chưa? Quá tuyệt vời các bác nhá, đánh nhấc người luôn đúng không ạ? Bộ ngoài tất cả là sản phẩm mới, loa full mới, loa súp bãi các bác nhá. Đó, em giới thiệu lại là hôm nay đúng không ạ? Rất nhiều những set combo lên đường rồi. Bộ ngoài này là full của PS các bác nhá. Và hôm nay em xin giới thiệu thêm là em về thêm những chiếc đẩy Adley các bạn. Những chiếc đẩy Adley A4100 tuyệt vời luôn. Đó. Tuyệt vời các bác nhá.
4 kênh, công suất 1000W một kênh. Các bác có nhu cầu alo em. Cảm ơn anh trai nhá. Bắt tay anh trai. Vâng ạ, vậy là tuyệt vời quá. Một tuần này nhà mình mua nhà em mấy bộ rồi, đúng không ạ? Cảm ơn bác chủ nhá. Okay. Tiền vào. Có gì không hiểu alo em nhá, Zalo của em đấy ạ. Bây giờ em xin phép các bác của anh em là em đóng hàng các bác nhá. Đúng không ạ? Đóng hàng. Đấy. Quá tuyệt vời luôn. Và vẫn có một món quà, đúng không ạ? Vẫn có một món quà Tết cho anh chị, đúng không ạ? Anh trai tên gì ạ? Mình tên Tạc. Vâng. Nguyễn Đình Tạc. Cảm ơn anh Tạc nhá. Vâng. Rất tuyệt vời. Anh em làm việc rất là nhanh, chưa kịp hỏi tên luôn các bạn. Đấy. Tuyệt vời. Ok, cảm ơn toàn thể các bác cùng cả nhà. Vâng. Các bác của anh em có nhu cầu mua sắm nhé. Số máy là số Zalo của em giao hàng toàn quốc. Và bên công ty vận chuyển thì chỉ còn giao hàng được khoảng một tuần nữa thôi các bác nhé. Khoảng ngày 23 là bắt đầu là chấm dứt không nhận hàng đi các tỉnh miền trong nữa. Đó. Ok. Bên con đây đi.